Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, Phong thủy Gia Cát gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, nữ mạng. Nữ mạng tuổi Ất Mùi mệnh sa trung kim, rất chuẩn tính cách đàn ông, là rộng lượng, ôn hòa, vừa tĩnh tại của thổ nhưng mà lại cũng vừa ngưng tụ của kim. Nên những người tuổi Ất Mùi có nghĩa khí và luôn giữ khuôn phép chuẩn mực. Nếu quý gia chủ thuộc tuổi 1955 Ất Mùi nữ mạng hoặc có bạn bè, những người thân trong tuổi của mình tương tự thì hãy đón xem và chia sẻ video này để cùng nhau chiêm nghiệm về lá số tử vi chọn đời của mình. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem nội dung chi tiết ngay sau đây. Gia chủ nữ mạng Ất Mùi sinh năm 1955, có cung mệnh thuộc cung khảm, mạng sa trung kim, vàng trong cát, xương con dê, tướng tinh con gà, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm về tử vi cuộc đời nữ mạng tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 qua bài thơ sau. Ất Mùi cung khảm mạng kim, vàng trong cát trắng dễ gì tìm ra. Thuận sinh thìn tuất sửu mùi, mùa thu cũng tốt, nếu gái thanh nhàn. Xuân hạ thì lỗi số nàng, phải đành cam chịu, hăm phần lao đao. Con người có tính thầy lay, cửa nhà chẳng có hỏi vay giúp người. Ất Mùi, xấu gái đáng thương, ít kẻ hung dữ, nhiều người hiền lương. Ai nói hung ác thì nhường, nhiều người lối xóm rất hay thương tình. Hoa niên lập đặng gia đình, mấy lần nên nghiệp, thình lình vỡ tan. Hộ vận có của mới an, lập nên gia đạo, ngày càng vinh quang. Tổng quan, những người tuổi Ất Mùi nữ mạng có khởi đầu không mấy thuận lợi, nhưng mọi khó khăn rồi sẽ qua đi và bắt đầu từ trung vận, họ sẽ được hưởng mãi những điều tốt đẹp. Đến hậu vận, họ sẽ có được thành công và sống trong no đủ, hạnh phúc. Những người tuổi Ất Mùi có vận may cả đời, được hưởng tài lộc ở mức khá. Những người này có số được hưởng thọ trung bình từ 74 đến 82 tuổi. Nếu ai ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tự khắc sẽ được tăng kỷ, con cháu cũng được hưởng nhiều phúc phần. Tình duyên, nếu bạn hạ sinh vào tháng 1 và tháng 6 âm lịch thì có thể chuyện tình duyên của bạn sẽ phải thay đổi đến 3 lần. Còn nếu bạn sinh vào các tháng 2, 5, 9 và 10, 11 âm lịch thì cuộc đời bạn sẽ có 2 lần thay đổi trong chuyện tình duyên. Nếu bạn sinh vào các tháng 3, 4, 7, 8 và 12 âm lịch thì bạn sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn và không có sự thay đổi nào trong chuyện tình cảm của mình. Gia đạo công danh, nữ mạng tuổi Mùi được hưởng phúc phần về gia đạo, còn công danh thì chỉ ở mức khá, có nhiều cơ hội và thuận lợi cho sự nghiệp của bạn phát triển, nhờ đó mà tài lộc hanh thông, cuộc sống dư giả từ trung vận trở đi. Tuổi hợp làm ăn, Ất Mùi, Mậu Tuất, Tân Sửu là các tuổi rất hợp với bạn về đường tình duyên tài lộc. Nếu bạn có ý định làm ăn lớn hay tìm một người cộng tác thì bạn nên đưa ra lựa chọn với ba tuổi này. Công việc của bạn sẽ trôi chảy, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều thắng lợi và tránh được rủi ro, thua lỗ. Lựa chọn vợ chồng, những tuổi hợp với bạn cả về tình duyên lẫn tài lộc là Ất Mùi, Mậu Tuất và Tân Sửu. Nếu kết duyên với các tuổi này thì hai vợ chồng bạn sẽ sống hạnh phúc với nhau đến đầu bạc răng long. Con cái đề huề, công danh sự nghiệp sáng lạn, tiền bạc tiêu không hết. Nếu bạn kết duyên với các tuổi Đinh Dậu, Quý Mão và Tân Mão thì tình cảm vợ chồng vẫn tốt đẹp, nhưng cuộc sống của bạn chỉ vừa đủ ăn đủ tiêu chứ không dư dật vì ba tuổi này chỉ hợp với bạn về đường tình duyên, còn đường tài lộc thì không hợp. Kỷ Hợi, Canh Tý, Quý Tỵ và Giáp Ngọ là các tuổi xung khắc với bạn cả về tình duyên lẫn tài lộc. Nếu bạn nên duyên vợ chồng với những nam mạng tuổi này thì cuộc sống của hai bạn sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả. Bạn không nên tính chuyện hôn nhân vào các năm xung khắc trong chuyện lương duyên 17, 23, 27, 29, 35 và 39 tuổi sẽ tránh được những tai họa không đáng có. Bên cạnh đó là người phụ nữ mang trong mình thiên chức cao cả làm mẹ, làm vợ. Nữ chủ sinh năm 1995 có thể chiêu thỉnh vòng tay tam hợp phù trợ cho tuổi của mình để chiêu đón quý thần, giúp hòa hợp gia đạo, giữ lửa cho tổ ấm của mình, đồng thời đem lại hạnh phúc và phước khí cho con cháu. Với tuổi của thân chủ, Phong thủy Gia Cát xin gợi ý vòng tam hợp Hợi, Mão, Mùi. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp địa chi Hợi, Mão, Mùi, tam hợp mộc cục, dựa vào sự quý hiếm và tác dụng của phong thủy của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não mang lại sự sang trọng quý phái cho người sử dụng. Hơn nữa, trên ba viên đá mã não này còn khắc hình ba linh vật
hợi mão mùi, giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân tương trợ cho người đeo. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để cảm nhận được sự ứng nghiệm cho bản thân mình. Tuổi Đại Kỵ, Bính Thân, Nhâm Dần, Giáp Thìn, Mậu Thân, Nhâm Thìn và Canh Dần là những tuổi đại kỵ với tuổi Ất Mùi nữ mạng. Khi bạn hợp tác làm ăn với các tuổi này thì công việc của bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại, không giải quyết được, dẫn đến thua lỗ phá sản. Còn nếu bạn nên duyên với họ thì bạn sẽ phải chịu cảnh tình duyên giang dở. Năm khó khăn nhất, những người tuổi Ất Mùi nữ mạng sẽ gặp phải nhiều trắc trở, trở ngại, nhất là vào các năm 23, 27 và 34 tuổi. Khi ở vào những tuổi này, bạn nên cẩn trọng trong mọi việc. Những dự tính lớn hay những ý tưởng mới mẻ, bạn nên để dành sang các năm khác để thực hiện, sẽ tránh được những hao tổn không nên. Trong năm nay, nữ mệnh sinh năm 1955 gặp sao Diêm Vương. Người xưa đúc kết Diêm Vương rất kỵ đàn bà. Vậy nên bản mệnh tuổi đã cao cần chú ý chăm sóc bản thân tốt để tránh gặp bệnh, đau ốm. Cần thiết, hãy đem theo bát bảo tâm kinh để chiêu cầu sức khỏe, bình an đến với mình. Đây là pháp khí hàng đầu của nhà Phật nên có sức mạnh vô cùng lớn. Cụ thể, mặt ngoài cùng là 8 pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên tỉnh Kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh Kinh. Bên trên và vòng trong cùng là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, những người tuổi Ất Mùi nữ mạng nếu muốn mọi việc được thuận lợi hay làm các công việc trọng đại thì nên xuất hành vào thời điểm hoàng đạo là ngày chẵn và tháng chẵn. Nếu xuất hành vào thời điểm này, bạn sẽ tránh được mọi rủi ro, vạn sự hanh thông, thành công bất ngờ. Diễn biến từng năm. Từ năm 21 tuổi đến năm 25 tuổi, bạn có vận hạn vào khoảng thời gian này. Nhiều chuyện không hay sẽ xảy đến với bạn, công việc làm ăn cũng không gặp thuận lợi. Bạn cần bình tĩnh, sáng suốt, nhìn nhận mọi vấn đề để tìm ra phương hướng giải quyết tốt nhất, tránh để sự việc rơi vào tình trạng xấu hơn. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, trong các năm này, bạn sẽ phải bù đắp cho những khó khăn của khoảng thời gian trước đó. Cuộc sống gặp nhiều may mắn, công việc làm ăn và tình cảm có nhiều thuận lợi, đường tài lộc rộng mở trong những năm này đối với bạn. Những dự án kinh doanh mới sẽ đem về cho bạn nhiều kết quả. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, nhiều triển vọng mới cho cuộc sống cũng như công việc làm ăn hay chuyện tình cảm. Bạn cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ trong giai đoạn này, nắm bắt lấy cơ hội, mọi chuyện sẽ thành công ngoài sức mong đợi của bạn. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, công danh sự nghiệp vững chắc, mọi chuyện đều tốt đẹp chỉ cần bạn tránh xuất hành đi xa và chú ý hơn đến công việc hợp tác làm ăn sẽ tránh được những tai bay vạ gió, hao tổn tiền của. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, trong các năm này, bạn sẽ gặp một số vận hạn về tài lộc, sức khỏe, thân thể đau ốm liên miên, tiền của thì rứt áo ra đi. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi, đây là khoảng thời gian ổn định trong cuộc sống của bạn. Không có thành công nào đáng kể, nhưng cũng không gặp phải bất kỳ rủi ro nào. Gia đạo và tài lộc ở mức trung bình, thân thể suy nhược. Thưa quý vị, người ta nói rằng phụ nữ chính là phong thủy của gia đình. Hy vọng những chia sẻ về tử vi chọn đời tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 nữ mạng trên đây sẽ là nguồn tư liệu hữu ích đối với tất cả quý vị, giúp cho quý vị hiểu mình, hiểu vận và từ đó mong cầu và biết cách đem lại bình an, may mắn cho cả bản thân và gia đình. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, may mắn và bình an.